Vâng, xin chào bạn. Trên màn hình ở đây là một bản vẽ, đó là khách sạn Nha Trang thì đang có ở đây. Thế thì có rất là nhiều bạn hỏi rằng đó là anh ơi, em có rất nhiều dim như này nhưng tuy nhiên em muốn là cộng một số những cái đoạn dim lại với nhau thì ra thông số để mình biết được thì làm như thế nào. Ví dụ bạn chỉ muốn là cộng khoảng tầm cái đoạn ở đây thôi, được chưa? Đấy, hay là cộng một cái hàng ở đây. Đấy, từ căn từ cái gian thứ nhất này, đây. Như ạ? Ví dụ các bạn muốn cộng một đoạn này là bao nhiêu, cộng nhanh, được chưa? Đấy, cứ mỗi lần các bạn phải gõ dim một cái rất là lâu, bạn muốn cộng tổng tất cả số này ra kết quả là bao nhiêu, thế thì làm cách nào. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn một cái công cụ, một cái clip có thể thực hiện giúp chúng ta được điều này. Clip này mình đã chuẩn bị ở đây rồi, chính là clip cộng dim và lệnh tắt ở đây chính là CDS, được chưa? Và bây giờ thì các bạn cùng xem cái kết quả mà nó mang lại là như thế nào. Bây giờ mình sẽ loát clip này như cách bình thường, nó là kéo thả trực tiếp vào này, kéo thả trực tiếp vào cái file bản vẽ bạn đang mở, sau đó bạn chọn always loát nó và lệnh là CDS, bạn kiểm tra xem được chưa. Đây, khi mà nó hiện CDS như thế này là chúng ta đã thực hiện được lệnh thành công này, ấn cách này đó. Thế thì bây giờ mình sẽ test thử nhé. Ở đây ví dụ mình muốn chọn cái đoạn này đi, cái dim này nữa. Các bạn muốn cộng tổng bao nhiêu cái dim lại với nhau thì các bạn sẽ chọn bấy nhiêu cái dim, được chưa? Và bạn ấn cách thì ngay lập tức nó sẽ ra một thông số cho chúng ta, một cái tab thông báo của AutoCAD, đó là 7800, được chưa? Vậy là ta đã có tổng của tất cả cái dim mà bạn vừa cộng vừa rồi, được chưa? Đấy, CD thì S của tổng ngoài này, đấy, cộng của một hai cái này. Đấy, trường hợp chúng ta vẫn có thể bỏ đi hai cái ở giữa thì nó vẫn cộng cho chúng ta, được chưa? Giá của cách là 6.000. Rất là nhanh và rất là tiện để cho chúng ta kiểm tra được cái thông số dim mà chúng ta muốn cộng khi chúng ta sử dụng, kiểm tra lại cho nó có đúng với kích thước chính xác mà chúng ta muốn lên trên bản vẽ hay không. Đấy, mình test một số, đây là chiều ngang, đúng không? Chiều thẳng đứng thì sao? Tiếp tục là CDS, quét chọn vòng đời ông này, quét qua mấy ông ở giữa này, bỏ qua mấy ông ở giữa đi, quét chọn tiêu này đó. Rồi bây giờ mình ấn cách, giá trị chúng ta nhận được là 11501, đúng không ạ? Và đây là cái giá trị mà CAD nó thông báo cho chúng ta, rất là hay. Đấy, các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách này, chúng ta sẽ bấm máy tính thử, được chưa? Ở đây mình sẽ lấy hai dim này nhé, hai dim này, 1, 2, 3, 4 cái dim này, xem nó có ra kết quả bằng 18.000 hay không. Đấy, CDS chọn cái này nhé. Đó, tại vì cái đi vào dưới này 18.000 là nó kích từ đây, đúng không ạ? Đến đây thì bạn xem là nó có tính toán chính xác hay không. Vâng, ở đây là 18.000 và nó đã khớp với cái thông số đi vào dưới này 18.000, rất là chuẩn xác và các bạn hoàn toàn phải yên tâm sử dụng clip này đó, để có thể áp dụng vào công việc của mình nhá. 18.000, kể cả các bạn chọn một cái đi thôi thì vẫn tính toán ra được, được chưa? Ok, 5.700. Đó, thì vậy là mình đã vừa review qua về tính năng của clip này, clip cộng dim này nha các bạn. Và bạn nào thấy hay thì có thể download cái clip này ở dưới phần mô tả của video và không quên là tặng mình một like và chia sẻ đến video này đến tất cả các bạn bè của mình nhá. Mình sẽ để ở dưới link phía mô tả video và chúc các bạn sẽ áp dụng cái clip này thật là hữu ích, thật là nhiều và thật là thành công vào trong cái công việc của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.